điện mặt trời shop solar xin chào tất cả các bác yêu thích năng lượng mặt trời à, một trong những cái chủ đề được rất nhiều các bác quan tâm đó chính là cách xử lý tấm pin năng lượng mặt trời bị bị vỡ kính bị nẻ kính như thế nào cho hiệu quả nói thật với các bác là em rất là bận Đấy, nhưng mà cũng dành một chút thời gian để hướng dẫn cho các bác để các bác về các bác làm sử dụng cho nó hiệu quả đấy thì uh, trước mắt các bác là cái tấm pin nó rất lành các bác nhé tấm pin này là tấm pin 200w có điện áp là 40V tấm này là một triệu tư bao ship đấy, thì đối với cái tấm này thì nó 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 kính nó không bị sao đấy ở đây là em đang ví dụ đây là cái tấm pin nó bị vỡ kính nẻ kính đi các bác nhé bởi vì là cái tấm uh, nẻ kính với vỡ kính thì em cho hết rồi Đấy, một số bác ở gần nhà thì có pin nẻ pin vỡ thì em cho hết rồi. Đấy thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các bác để các bác uh, xử lý cái tấm pin vỡ kính nẻ kính này nó hiệu quả. thì coi như là các bác đang uh, giả sử là các bác cứ coi như cái cái tấm này nó đang bị nẻ kính vỡ kính đi. Đấy. Uh, vỡ kính nẻ kính ở đây thì thường thì do vận chuyển các bác. Thường thì do vận chuyển. Đấy, các bác mua hàng bên em nếu như các bác nhận hàng các bác kiểm tra nếu như pin nẻ pin vỡ kính là bên em sẽ đổi tấm khác Đấy, còn trong cái trường hợp mà các bác chủ định mua cái tấm pin vỡ kính nẻ kính nhưng sau đó các bác không biết cách xử lý như thế nào để cho nó bền thì video này có lẽ là hết sức là là ý nghĩa đối với các bác và hy vọng rằng qua cái video này thì các bác sẽ chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng biết đây là cái xeo pin 200W Nó rất bình thường Em cứ coi như nó đang bị nẻ kính Vỡ kính đi Thì đối với cái loại này Em thấy trên mạng người ta giới thiệu Rất nhiều cách Ví dụ như là Lấy băng dính dính lại đấy Hoặc là lấy túi bóng Túi bóng kính Che lại Sau đó dán túi bóng Sau đó dán băng dính À, như vậy thì cũng không 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 khả thi các bạn không khả thi mà một số người chỉ cho cách mua hóa chất sau đó là 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 đổ lên trên sau đó cán đấy, như vậy các bác sử dụng cách đó thì các bác không thể làm được mà trong khi đó các bác mua cái đấy nó cũng rất đắt mà chưa chắc đã hiệu quả thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các bác nhé. Thấy, à, các bác đầu tư như thế nào? À, một là các bác mua cho em cái tấm kính mỏng thôi, cái tấm kính nhé. Các bác ra hiệu kính, á. các bác mua cái tấm kính mỏng, các bác đo đúng kích thước của tấm pin năng lượng mặt trời, đo đúng kích thước của tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, nhưng mà trước khi mà các bác mà lắp kính vào thì các bác phải có một cái khâu rất quan trọng, thì nữa em sẽ nói sau đây em đang em ví dụ đây là các bác mua cái tấm kính đi nhá ở đây thì em em không bị vỡ kính nên em không ấy em giả sử cái cái bia cắt tông này là cái tấm kính đi đấy thì các bác mua ra mua tấm mỏng thôi thì nó đỡ tiền nó đỡ chi phí các bác mua tấm dày thì không giải quyết gì cả tấm dày thì nó sẽ vừa đắt mà lại không giải quyết gì đấy. cái bia kia em giả sử như là cái tấm kính đi thì đối với cái mặt kính nó bị vỡ thì các bác mua thêm cho em một cái lọ keo gọi là keo silicon đấy keo silicon mà nó chuyên gắn kính các bác ạ nó có thể chống chịu được nước chống nước va vào các thể loại đấy cái 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 cái, cái, cái silicon đấy chắc là các bác, các bác biết rồi đúng không cái keo silicon các bác ra hỏi keo silicon à, để gắn kính là người ta biết người ta đưa cho Đấy, thì các bác về các bác đo đúng kích thước của tấm pin năng lượng mặt trời sau đó các bác ra hiệu kính các bác cắt đúng bằng kích thước của tấm pin năng lượng mặt trời Đấy, sau đó các bác về các bác bôi keo lên đoạn này lên cái thành của cái tấm pin nhé các bác bôi keo lên cái thành của tấm pin năng lượng mặt trời Đấy, bôi hết xung quanh Đấy, viền bên này và cả viền bên đằng kia các bác coi như là các bác bôi kín đi, các bác bôi kín cái thành cái thành trên này này, vì tấm pin nào nó cũng có cái thành trên như thế này, sau đó các bác đặt cái tấm pin à, đặt cái tấm kính lên trên, đấy, thì như vậy nước sẽ không vào được, nước sẽ không vào được bên trong, nhưng mà trước khi trước khi các bác mà đặt cái tấm kính này lên, thì các bác phải lắp đặt sẵn cái tấm pin năng lượng mặt trời này lên mái tôn đi, các bác lắp đặt sẵn lên. Đấy, sau đó các bác phơi nắng khi có nắng các bác phơi đi phơi để cho cái độ ẩm của trong cái cell pin nó bốc bốc hết hơi đi đấy, sau khi các bác phơi nắng xong đấy, thì các bác mới đặt cái à, gắn keo sau đó mới đặt cái 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 tấm kính này lên đấy, như vậy thì bên trong nó sẽ không bị hấp hơi các bác nhé bên trong nó sẽ không bị hấp hơi và nó khô không có nước ở trong này đấy à em hướng dẫn cho các bác như vậy là các bác biết rồi đúng không? Các bác uh, hãy chia sẻ để cho mọi người hiểu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.